bắt hai đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn chạy vào ngành công an. Trong gần 10 năm, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại bằng thủ đoạn chạy vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động. Ngày 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Trung Dũng, sinh năm 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Trần Thị Hồng, sinh năm 1966, trú tại thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, từ năm 2013 đến 2022, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không, đi xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài và xin chuyển công tác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Điều tra ban đầu cho thấy, hai đối tượng đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của hai bị hại là ông Ngô Tiến Thiết, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa và ông Mai Xuân Xê, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Dũng và Hồng còn lừa hàng chục người khác trên địa bàn tỉnh với số tiền 10 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.